xin chào tất cả mọi người. Mình là Phạm Huy và hiện tại mình đã có mặt tại Gia Lai, thành phố Pleiku để cùng tìm hiểu, khám phá xem tại vùng đất này có những gì thú vị trong series đặc biệt của chương trình Đi Đu Đi Đâu. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng follow me. Cái chợ nhỏ của thành phố Gia Lai thôi, nhưng mà mọi người cũng thấy đó, không khí rất là tấp nập. Và cái chợ này có một điều rất là đặc biệt là các bạn biết cái gì không? Ông nói sao biết được. Đó chính là ban ngày các bạn nhìn nó đông vậy đó, xong rồi cứ tầm khoảng tới chiều tối thì nó lại vắng. Xong sau đó 8-9 giờ tối bắt đầu mọi người dọn ra bán chợ đêm, là chuyên về bán đồ ăn, thì nó lại đông lại. Xong tới tầm 3-4 giờ sáng thì nó lại vắng. Xong tới 7-8 giờ sáng thì người ta mới dọn đồ ra, người ta bán tiếp. Đó, các bạn nhìn đi. Theo như Phạm Huy quan sát từ nãy tới giờ thì thấy ở đây á, đa số những cái người hay người ta hay có gánh cái gùi trên lưng để người ta bán rau à. Đó, các bạn nhìn thấy không, đặt xa, hình như những người đó là những người dân tộc thiểu số à. Và sau lưng Huy là có một cái chú đang rất là thích thú với những gì mà nãy giờ mình quay cho. Bây giờ mình qua mình phỏng vấn thử, xem thử chú nói cái gì nha. Ủa chú, ở đây là chợ đây là chợ lớn hả? Chợ lớn Pleiku. Ở đây là chợ lớn Pleiku. Cái chợ này có lâu đời chưa chú? Cái này lâu rồi chứ con. Mà cái chợ này là hình như là ban đêm nó có bán đồ ăn từ đêm tới sáng đúng không? À, ban đêm là chợ đêm, đây là khu này là khu chợ đêm. Dạ. À. Dạ đúng không con? Dạ. Kia là chợ trung tâm thương mại. Trong kia là chợ trung tâm thương mại. Ở đây là của chợ đêm. Đây là của chợ đêm. Nhưng mà đồ ăn thì ở đây đặc sản là món gì trong chợ đêm này nó có? Đêm là bún cua. Rồi. Bún cua. Gì nữa cha? Con thấy cái gì mà nó lụi thịt vô đó nướng á? Lụi. Gọi là cái gì? Gọi là lụi đó. Gọi là lụi thôi hả? Gọi là lụi rồi. Dạ. Bánh cuốn nó lụi đó. Bánh cuốn hả? Đây. Cái chỗ này là ban đêm người ta sẽ bày sạp ra bán đồ ăn tối nè. Còn hàng trái cây thì ở cái dãy bên này thì người ta bán full thời gian. Sáng, chiều, tối gì cũng bán hết. Ê, Sơn Tùng kìa. Trời ơi, nghĩ sao mà giữa cái Gia Lai này mà gặp được Sơn Tùng. Ê, trời ơi mọi người ơi, Phạm Huy vừa mới phát hiện ra có một cái món bánh mà hồi nhỏ chút xíu vậy nè, hay rất là hay ăn. Bánh này gọi là bánh thưởng mọi người à. Hồi nhỏ rất là thích ăn bánh này luôn. Trời ơi mọi người coi nè. Trời ơi, cái vị nó vẫn như ngày xưa. Hình như trong cái bánh thưởng này cô có bỏ gừng phải không cô? Rất là thơm mùi gừng. Trời ơi, thích quá à. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cái bánh này. Và sau lưng của Phạm Huy thì là một cái chợ mà nó khác với lại cái chợ mà hồi nãy giờ trên đường mình đi tới đây. Cái chợ này được gọi là cái chợ là trung tâm thương mại thành phố Pleiku. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi qua bên chợ xem thử là trong đó bán những gì và giá cả ở đây thì nó có đắt đỏ hay không nha. Quay thật à? Dạ. Anh có muốn giới thiệu cái gì không nè? Giới thiệu đây nè. Đây là dép. Dép Thái. Dạ. Ở Sài Gòn mà giờ chơi đây. Sao biết em ở Sài Gòn? Dạ, thấy TV hoài nè. Thấy TV hoài hả? Cảm ơn anh. Bây giờ đây em quay vậy như giới thiệu về Gia Lai. Gia Lai mình có gì đặc biệt không, anh giới thiệu thử coi. Dạ. Mình bị cô vô nghe, xấu quá. À trời, cô mà xấu gì? Cô xấu mà mày có bố không? Không, trong mắt con cô là đẹp. Môi đỏ. Có vợ chưa? Dạ. Có vợ chưa? Dạ chưa. Vợ con gì tầm này. Sao mới kêu không lên? Trời ơi, người dân đây rất là dễ thương luôn mọi người ơi. Thiệt ra nhìn chung thì trong chợ này nó cũng chỉ bán là phía trước đây là quần áo. Và thấy giá cả thì rất là rẻ. Ở đây quần áo thấy bán rất là nhiều, mà đa số là quần áo trẻ em, người lớn cũng có nhưng mà ít hơn trẻ em. Và giá cả thì rất là rẻ, cái 100.000 ba bộ. Vô đặc sản á? Dạ.
đặc sản thì cua ghẹ rồi á. À? Cua ghẹ, ủa mình ở trên vùng núi mà lại đặc sản cua ghẹ là làm sao? Cái này chỉ có bơ. Trái bơ à? Trái cây á. Dạ. Làm ngon lắm. Dạ. Còn về đồ ăn sáng thì ở đây thì có món gì ngon hay đặc biệt cô? Món thì chỉ phở khô, rồi bún cua, dạ. Rồi cơm, mì quảng, bánh canh. Dạ, phở khô, bún cua, rồi mì quảng, bánh canh. Mì quảng, bánh canh thì mấy chỗ kia nó cũng có rồi. Mình chưa có ăn phở khô với lại bún cua, bây giờ mình đi xem thử. Không biết là ở trong kia người ta bán cái gì, nhưng mà nãy giờ thấy đi một đoạn đường khá dài thì đa số là bán chỉ có quần áo thôi. Ở đâu anh? Trong đó có anh muốn đi, anh dắt em đi coi quán nào ngon. Như bác ở đây đặc sản nó nhiều lắm mà. Đây đặc sản nhiều lắm mà. Ở đặc sản là phở hai tô nổi tiếng ở đây mà. Nhưng mà ở trong đây có bán không? Người ta thường nói khi mình tới một vùng đất nào đó thì cách tìm hiểu nhanh nhất về văn hóa cũng như là tính cách của con người ở nơi đó, đó chính là thông qua ẩm thực. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vô cái chỗ bán đồ ăn uống. Trời ơi, cảm thấy rất là vui vì vừa mới bắt cóc được một cái bạn có vẻ cũng rất là thích khám phá. Bạn là dân ở đây hả? Dạ, mình là dân ở đây. Dạ, sống ở đây từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Vậy hồi nãy giờ bạn chắc mình đi trong đây nè. Bạn có hay đi cái chợ này không? Mình cũng khá thường xuyên đi vào chợ này. Tại là mình cũng hay đi mua sắm rồi cho gia đình là hay đi ghé vào chợ này. À, dạ vậy bây giờ là tại vì mình không phải là dân ở đây, mình là lần đầu tiên tới Gia Lai. Đó, mình bạn có thể giới thiệu sơ về Gia Lai mình có ngoài cái chợ này thì có những cái chợ nào đặc biệt hơn không? Và tại sao nó đặc biệt? Cái chợ đây thì nó gì mà con nhớ quen quen. Dạ, con tên là Phạm Huy. À, Phạm Huy. Dạ. Dạ, không có gì. Ở chợ đây thì nó là thuộc khá lớn, nó tập trung tất cả các hàng hóa ở trong tất cả các huyện thị về tập trung ở đây. Cái lớn nhất chưa? Đúng rồi, lớn nhất đại diện cho tỉnh Gia Lai luôn. Chợ này là chợ lớn nhất. Vậy mà hồi nãy không biết á, nhìn xa thấy nó nhỏ, tưởng là chợ nhỏ. Có, nó ở ngồi thì mình thấy là hình dung nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà trong thì nó khá là rộng. Mình đi là hơi bị lâu. Vậy hả? Dạ, vậy thì bây giờ mình sẽ đi thử, xem thử chợ này nó có cái gì. Đi.